Câu chuyện về một phụ nữ bán thịt tại Trà Vinh trúng giải đặc biệt xổ số kiểu Mỹ với giá trị giải thưởng hơn 92 tỷ đồng vẫn đang gây xôn xao dư luận. Không ít người đặt ra câu hỏi là với số tiền thưởng lớn đến như vậy thì gia đình này sẽ làm gì và tiền nhiều như vậy thì tiêu đến bao giờ mới hết. Mới đây nhất thì gia đình này đã chi khoảng 1 tỷ đồng để phát gạo và tiền cho những người nghèo ở địa phương. Có thể nói là việc trúng thưởng một số tiền lớn từ xổ số đang ngày càng trở nên phổ biến hơn tại nhiều nước trên thế giới khi mà các chương trình xổ số ngày càng nhiều và giá trị giải thưởng thì cũng tăng dần. Song với một số tiền khổng lồ, không làm mà lại có, không ít người trúng số đã phải trả cái giá quá đắt vì lời nguyền xổ số và câu chuyện sau đây là một ví dụ. Năm 2012, vợ chồng Gillian và Adrian Beaufort, người Scotland, trúng số giải độc đắc trị giá 148 triệu bảng Anh, tức là tương đương với hơn 4.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngay sau đó, họ nhanh chóng mở rộng kinh doanh và mua một căn nhà lớn để cho thuê. Những tưởng cuộc sống từ nay sẽ đổi khác, song khối tài sản khổng lồ đã biến thành một lớp sương mù dày đặc che lấp đi cả những giá trị cốt lõi trong cả tình thân lẫn mối quan hệ của cặp vợ chồng gắn bó nhiều năm. Chỉ 15 tháng sau khi trúng số, cặp vợ chồng này đã tuyên bố ly hôn. Bố mẹ Gillian cũng lấy của cô này 20 triệu bảng và tuyên bố là sẽ từ mặt con gái. Tuy nhiên đến khi tiêu hết tiền thì họ lại đến tìm cô. Ngoài ra, việc trúng số của vợ chồng Beaufort đã khiến cho một số bạn bè của cặp đôi này xa lánh họ. Sau khi ly hôn, Adrian đã gặp người tình mới là Samantha Woodbridge, kém anh 16 tuổi tại một quán bar. Adrian cầu hôn cô, đưa cô về căn hộ trị giá 6 triệu bảng Anh. Còn Gillian, cô quen và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông làm nghề buôn xe ô tô sau khi tình cờ gặp anh này khi đang đi mua một chiếc xe Audi.